Xin chào các bạn. Phanh thắng là một thành phần rất là quan trọng trên xe đạp nói chung, và riêng đối với dòng xe MTB, dòng xe địa hình, thì nó sẽ có một số cái thiết lập thắng hơi khác một tí xíu. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ về một số cái điểm cần lưu ý khi mà chúng ta thiết lập cái tay thắng trên xe địa hình MTB. Thứ nhất đó chính là phanh thắng bằng một ngón tay trỏ. Thì nếu mà bạn nào chưa quen với việc sử dụng một ngón tay trỏ để phanh thì bạn cần phải rèn luyện cái kỹ năng này, tại vì nó rất là cần thiết. Tại vì sao? Đối với dòng xe địa hình thì khi chúng ta di chuyển trên đường địa hình, nó sẽ tạo nên cái sự giằng sóc. Thì một phần cái lực giằng sóc nó sẽ hấp thụ vô trong cái cuộc xe, và phần còn lại nó sẽ hấp thụ lên tay lái. Thì nếu mà chúng ta không quen sử dụng phanh bằng một ngón, chúng ta sử dụng phanh bằng 3 ngón, 4 ngón hoặc 2 ngón, thì cái lực bám của mình lên trên tay lái nó sẽ bị yếu đi. Từ đó nó sẽ gây nguy hiểm cho mình khi mà mình di chuyển trên đường địa hình. Do đó bạn nào chưa quen với việc sử dụng phanh bằng một ngón, chúng ta cần phải rèn luyện cái việc sử dụng này. Thì để sử dụng phanh bằng một ngón thì bạn cần phải điều chỉnh cho cái tay phanh này nó xích vào trong tay lái một tí xíu, xích vào phía trong tay một tí xíu, để cho cái lực bóp của mình nó được lớn nhất. Theo như nguyên tắc đòn bẩy thì khi chúng ta bóp phanh, nếu mà chúng ta bóp giữa thân phanh thì cái lực nó sẽ không lớn bằng chúng ta bóp ở cái đuôi phanh, thì nơi đây cái lực hấp thụ sẽ lớn nhất. Do đó bạn cần phải di chuyển cái tay phanh xích vào phía trong để cho chúng ta bóp cái lực nó được lớn nhất bằng một ngón tay trỏ. Thứ hai bạn cần phải chú ý đó chính là cái góc nghiêng của cái tay phanh. Thường đa số khi chúng ta ra ngoài cửa hàng, chúng ta mua xe hoặc chúng ta lắp xe, thì thợ họ sẽ lắp cái tay phanh này ngang với cái mặt tay phanh, với cái tay lái này ngang với mặt đất, thì cái việc đó nó sẽ tạo lên cái thế ngồi thoải mái, nhưng mà nó sẽ không phù hợp khi bạn di chuyển trên đường, đặc biệt nó sẽ tác động lớn đến cái lực phanh của bạn. Khi bạn thiết lập phanh ngang như vậy thì cái góc tay của mình nó sẽ không được thẳng, từ đó khi bạn bóp phanh nó sẽ tạo thành cái đường cong và nó sẽ không tốt cho cái lực phanh của mình. Do đó bạn cần phải điều chỉnh lại bằng cách là chúng ta hạ cái tay phanh thấp xuống, làm sao cho cái cổ tay của mình, cái cánh tay của mình và cái ngón tay phanh của mình nó tạo thành một cái đường thẳng, một góc 45 độ. Hoặc nếu mà bạn nào thường xuyên đổ mà chúng ta phải đứng trên xe nhiều, thì chúng ta có thể hạ cái góc phanh này thấp xuống phía dưới để cho cái cánh tay của mình và cái ngón tay của mình nó tạo thành một cái đường thẳng, thì khi đó cái lực phanh của bạn nó sẽ khỏe hơn là chúng ta để tay ngang và chúng ta phanh sẽ không được khỏe. Cái thứ ba nó chính là cái độ rộng và hẹp của cái cần tay phanh. Thì đa phần trên các cái phanh nó sẽ có cái nút điều chỉnh hoặc là một con ốc lục giác nhỏ ở trong này, bạn có thể điều chỉnh bằng cách là đưa ra đưa vô. Thì cái điểm này thì bạn chú ý là chúng ta vặn ra hoặc vặn vô sao cho cái cần phanh này khi mà chúng ta bóp nó không được đụng vào các cái ngón tay, tại vì khi đụng vào các ngón tay thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực phanh của mình hoặc là sẽ gây cái sự khó chịu cho mình. Thì bạn cần phải giãn cái cần này ra vừa đủ thôi, đừng xa quá, để cho chúng ta bóp phanh vào thì không đụng vào các ngón tay và cái ngón trỏ của mình không có với tới, không phải với xa quá. Thì đó là một vài chia sẻ về cách chúng ta thiết lập hai cái tay phanh ở trên tay lái. Hy vọng sẽ giúp đỡ cho bạn được phần nào khi chúng ta bước vào thế giới xe điện MTB. Nhớ like và subscribe để xem những video tiếp theo từ WeRider. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.